Xin chào tất cả các bạn. Để phục vụ cho tất cả những bạn nào chúng ta đam mê cái bộ môn bài lá bịp thì ngày hôm nay shop mình đã nhập rất là nhiều những mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài, được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp từ Mỹ, từ Hàn, từ Nhật, đầy đủ hết cho các bạn. Ngoài ra còn có những cái mẫu sản phẩm về ví đổi bài này, cũng như là các sản phẩm bài lá bịp đi kèm với những mẫu kính để phục vụ các bạn chơi các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp một vài thắc mắc cho các bạn về những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài, cũng như là test thử cho các bạn về cái hình ảnh chất lượng của cái kính của bên mình cho các bạn. Nhiều bạn thắc mắc rằng là cái này nó có nét hay không và cái chất lượng hình ảnh ra sao, thì ngày hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn luôn các bạn nhé. Và trước tiên thì mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là một cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài từ Mỹ, hộp gỗ các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đây là một kính áp tròng nhìn xuyên lá bài từ Mỹ hộp gỗ này, mở ra cho các bạn xem nha các bạn nhé. Đây, bên trong nó có cái lọ đựng mắt len này. Đây, lọ đựng mắt len này thì nó có cái mắt len đây. Cái mắt len này, cái mắt len màu tím. Tuy nhiên thì nhiều bạn hỏi mình rằng là cái mắt len này màu tím thế như về thì nó có bị đeo mà nó bị lộ hay là bị cộm hay không nhá, mình giải thích luôn nhá. Đeo vào thì nó ăn theo màu mắt của các bạn và các bạn nhìn bài như bài ngửa luôn và không hề có hiện tượng là bị cộm mắt, bị đau mắt hay là bị sưng mắt đâu các bạn nhá, bị chảy nước mắt cũng không có. Đó. Và có đi kèm với nó là có một cái lọ nước để ngâm mắt này, một cái cần để chúng ta gắp mắt len này và một cái để chúng ta đựng mắt len này. Đó. Nó đầy đủ hết các phụ kiện để các bạn đi kèm nha các bạn nha. Đó, ngoài ra thì cũng có những mẫu kính này, mẫu kính 5D của Mỹ này các bạn này. Rất là xịn sò, cái mẫu kính này mới về, được rất là nhiều bạn sử dụng bởi vì là nó rất là mỏng. Mẫu kính này là mẫu kính gần như là mỏng nhất rồi. Ngoài ra này, mẫu kính phù hợp với túi tiền của các bạn đó là mẫu kính hộp nhôm này. Đó, mẫu kính này thì cũng đầy đủ hết này, mắt len này cũng như là phụ kiện đi kèm này các bạn nhá. Cái mẫu kính này thì dành cho những bạn nào mà chúng ta muốn là lăn tăn về vấn đề là chúng ta về kinh tế, chúng ta muốn chơi nhỏ lẻ hoặc là các bạn muốn kiếm một ít trước sau đó về các bạn mua những mẫu kính lớn sau, nhiều tiền sau thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này trước. Đó, và giải thích thêm cho các bạn một chút về bài nhé các bạn nhá. Bài nhiều bạn hỏi mình rằng là bài thì có phải là bài nào cũng chơi được không hay là bài phải đi kèm, thì đây mình phải trả lời luôn cho các bạn đó là bài thì phải đi kèm với kính thì các bạn mới chơi được các bạn nhá. Shop mình đã làm qua công nghệ rồi đấy. Tuy nhiên là một cái bộ bài các bạn muốn làm theo mẫu nào cũng được, các bạn gửi hình cho bên mình đó, mình làm y xì một cái mẫu bài như ngoài quán tạp hóa bình thường này, nguyên đai nguyên kiện, các bạn cháo được vào thôi, các bạn đeo kính vào là các bạn chơi bài như bài ngửa là các bạn đã mang tiền được về rồi, rất là dễ sử dụng nha các bạn nhá. Và đây nhiều bạn mua lắm bên mình á, thì các bạn có thể nhìn thấy này, đây nguyên đai nguyên kiện này, không hề có một tăng tích gì luôn. Đó, các bạn muốn chơi mẫu bài nào các bạn inbox hình qua Zalo cho shop này và các bạn mình sẽ làm đúng như các bạn mong muốn các bạn nhé, đúng một cái nguyên đai nguyên kiện như này. Thường các bạn bên mình mua, các bạn mua một kính và lần sau là các bạn chỉ việc mua bài các bạn đi chơi thôi, kính dùng được rất là lâu đó, và có chế độ bảo hành cho các bạn là một đổi một trong vòng một năm các bạn nhé, các bạn hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn về cái chất lượng hình ảnh của cái mắt kính len này bằng cái cách là mình sẽ đeo cái mắt len này vào cái đây các bạn nhìn này, mình sẽ đeo cái mắt len vào cái camera đây và mình sẽ bật cái cam lên nhé các bạn nhé, mình sẽ bật cái cam lên và mình sẽ test thử cho các bạn xem. Bây giờ thì trước khi mà mình vào thử cho các bạn, mình sẽ cháo bài cho các bạn nhé, cháo bài lên này để cho các bạn nào mà chúng ta thắc mắc rằng là cái này nó có chuẩn hay không. Đó, thì mình sẽ làm thử luôn. Bây giờ mình sẽ đeo cái mắt len này vào đã cho các bạn xem đã nhá. Đây. Đó, các bạn chờ một chút nhá. Nhân viên nhà mình đang đeo cái mắt len vào kính cam. Sau khi mà đeo vào thì các bạn nhìn bài này rất là dễ thôi. Bài nhìn bài sẽ như là bài ngửa luôn. Đây. Đây là kính sau khi đã đeo vào các bạn nhá. Đây kính sau khi đã đeo vào cam nó đã như thế này rồi. Đây mình sẽ cháo lên này. Mình sẽ cháo lên cho các bạn này và đọc thử cho các bạn một vài con nhá. Đây. Đây mình sẽ đọc thử cho các bạn một vài con này. Đây nha các bạn nhá, đây là con ca nhá. Con ca không có cái dấu hiệu gì, đây chính là cái con ca bích các bạn nhá. Đấy, con ca bích này. Đây, thêm một con nữa này. Đây này các bạn nhìn nhá, con này là con 7 này, con 7 này và nó có hai cái góc ở hai bên này các bạn nhá. Đây hai góc tam giác ở hai bên này, trên và dưới này, con này là con 7 rô các bạn nhá. Đó, 7 rô này. Tiếp thử cho các bạn một vài con nữa để cho các bạn yên tâm này.
Đây nha các bạn nha. Đây, con này thì các bạn nhìn này. Con này nó có là con 4 và có hai cái dấu tam giác ở hai bên là con 4 rô tiếp các bạn nhá. Tiếp tục là con 4 rô này. Đó. Thử tiếp cho các bạn này, một con cuối cùng. Đây này. Đây nha các bạn nhá. Con này thì nó đây, con này là con di. Con di và nó có hai cái dấu tam giác hai bên này toàn rô thôi. Lại là một con di rô. Đó. Và đó là một vài những cái tiếng, một vài những cái hình ảnh mình đã test thử cho các bạn trên cái video. Và các bạn có những cái thắc mắc gì về những cái mẫu kính, về chất lượng hình ảnh cũng như là chất lượng sản phẩm của cái mẫu kính này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình qua số hotline 0948037979. Thì các bạn sẽ được gặp nhân viên trực tiếp hoặc là gặp trực tiếp mình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn về những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên là bài mới nhất hiện nay các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình.